quá xưa. Tôi là một du khách từ Sài Gòn đến Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến với Diễn Sư và thấy rằng ở đây là sân chơi cũng như ở đây là một vườn hoa âm nhạc với những giọng ca của các ca sĩ chuyên nghiệp, và rất mong sẽ được quay lại đây nhiều lần nữa. Xin ở đây các chị và các bạn theo nhạc phẩm của Vũ Thành An, bài Con Tên Cuối Cùng. Cho thân thiên chất cánh xót đau.